Video này mình sẽ mang đến điều bất ngờ gì đây? Và đây là chiếc vợt cầu lông Li-Ning 3D Caliber 001, là cây vợt tầm trung của Li-Ning với những công nghệ tiên tiến và vật liệu có sức bền, chịu lực tốt, đại diện cho dòng vợt nặng đầu hay còn gọi là vợt tấn công. Li-Ning 3D Caliber 001 là một cây vợt có thân cứng trung bình nên kiểm soát cầu rất tốt, tập trung được đa số lực tay người chơi tác động vào cầu, giúp cầu đi nhanh và mạnh với độ chính xác cao hơn. Vợt có trọng lượng 4U nên phù hợp với đại đa số người chơi cầu lông tầm trung. Vợt nặng đầu nên đập cầu có độ cắm cao, gây khó khăn cho đối thủ trong quá trình phòng thủ. Vợt được thiết kế rất tinh tế với nước sơn nhám giúp cây vợt mạnh mẽ và uy lực hơn. Vợt phù hợp với người chơi phong trào tầm trung và người chơi cầu lông được một thời gian.